Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một clip mà mình đã còn nở tất cả các bạn, đó chính là Nagrod Full Dam ở mùa này nó sẽ như thế nào, và đặc biệt nó sẽ chơi như thế nào các bạn nhé. Đặc biệt trong clip này, Nagrod đối đầu với vị tướng Zan, là một trong những vị tướng hot meta trong thời đại điểm hiện tại. Khi thằng Zan lên deal Leviathan thì rất khó đối đầu với nó. Đặc biệt thêm hai vị pháp sư Lumia và Kali thì Nagrod bắt vào nó như nào, và thêm vị tướng Exu các bạn nhé. Thì để giải cái bài toán khó này thì mình sẽ lên Full Dam. Đấy rồi, thằng Gian nó quật mình chết luôn. Rồi, một mạng cho Cương Lao. Ôi dồi ôi, cái thằng Tu Lét này nó cái ép gì mà kính về anh em. Đấy, cương tay nắng à. Sóng cương nhá, trận đấu này gọi là sóng cương. Đấy, sóng cương sẽ như thế nào các bạn nhá. Rồi, mình sẽ lên cái đao tri hồn các bạn nhá. Như mình đã phân tích ở clip, một cái clip phân tích trước, đó chính là cái đao tri hồn này sẽ giúp cho Nagrod nó có lượng đám và lượng xuyên giáp ở đầu game rất là mạnh. Cho nên việc chúng ta lên full đám thì chúng ta không thể nào chơi late game được, bởi vì vốn gì rằng Nagrod phiên bản này ở trong những cái mùa gần đây có mắt tổng ở late game không tốt. Nếu mà có vào cái tình huống late game thì chúng ta sẽ phải chơi theo một cái chiến thuật khác. Thay vì có mắt tổng, chúng ta sẽ đi đẩy lẻ các thứ tinh. Đấy là câu chuyện của ngày sau. Còn bây giờ thì ở giai đoạn đầu game, mình ở phút thứ 3 vẫn chưa làm gì nhiều. Thì pha này mình sẽ farm xong và mình sẽ đá lên cái đường rồng để coi có cái vấn đề gì không. Và hy vọng sẽ có một pha gánh rất tốt các bạn nhé. Đặc biệt thằng Gián này, để mà solo kill thằng Gián này nó rất là khó các bạn nhá. Bởi vì giai đoạn đầu thì khả năng vẫn có cửa đấy. Khả năng vẫn có cửa ăn được thằng Gián đấy. Bởi vì chúng ta sẽ tận dụng chơi thằng Gián nó lướt chiêu 2 đi, thì chúng ta sẽ zone đám nó thật là tốt hơn khi mà mình zone nó chưa dùng chiêu 2 các bạn nhá. Rồi, bừa xong con bùa xanh thứ 3 và mình sẽ nấp bụi đấy để coi thằng nào gì. Oh, ngon, Lumia này đấy. Các bạn thấy cách combo chưa? Các bạn thấy cách combo Nagrod của mình chưa? Nếu cái pha đấy mà mình dùng Nagrod 5 chiêu 2 lần chiêu 1 thì chắc chắn sẽ bị thằng Lumia đẩy ra. Cho nên ở trong cái meta mùa này thì mình sẽ hy vọng các bạn, khi các bạn lướt chiêu 2 chiêu 1 hất tung đối phương thì các bạn hãy đánh thương một cái thật nhanh và kích hoạt chiêu 3 thật nhanh luôn, để chúng ta kháng hiệu ứng khống chế. Đấy, đấy là cách đối đầu những cái vị tướng gọi là có hiệu ứng khống chế và có hiệu ứng hất tung nhá. Chẳng hạn như thằng Gidu hoặc là thằng Gián chẳng hạn, hoặc là bất kể thằng Kali, các bạn cứ bay vào hất tung thì hãy zone luôn cho mình cái chiêu 3 này. Đấy, để chúng ta kháng hiệu ứng, để chúng ta gây đám thật là tốn chảy hơn và không bị chi trễ và chậm một cái slot nào hết. Rồi, đấy là cách combo ná mùa này, các bạn hãy nhớ giúp mình nhá. Được rồi, để chuyên sâu hơn cái combo đấy thì mình sẽ vào những vị tướng có khống chế cứng, và mình sẽ dùng combo để cho tất cả các bạn. Nếu cái mùa này các bạn thường mắc một cái lỗi là khi các bạn nhảy chiêu 2 chiêu 1 xong, các bạn kích hoạt chiêu 3 tâm chậm 0,5 giây hoặc chậm một nhịp thôi thì các bạn sẽ bị đỡ. Rồi, chẳng hạn cái pha này đấy, các bạn thấy chưa? Chỉ cần mình bay vào cái pha vừa rồi thì mình vừa bay vào thì nó vừa hất tung, thì cái đó là gọi là bất khả kháng thôi, phải chấp nhận các bạn ạ. Bởi vì nó dùng cũng vô tình, nó vô tình dùng chiêu 2 đấy. Cái pha đấy thì nếu mà đẹp mà mình không bị hất tung cái pha để mà dùng chiêu 3 luôn đấy thì mình sẽ kết liễu được một vị tướng, nhưng do mình bị choáng cái pha đấy cho nên là không thể làm được gì. Rồi, thì để có cái lượng đám của Nagrod này nó bá cháy như nào. Đây, thằng Gián hết chiêu các bạn nhá. Thằng Gián hết chiêu rồi. Chiêu hạ 3 luôn, ngon lành các bạn. Tiếp tục, ôi dồi ôi, Lumia của này thì mình lủng biết bao nhiêu mảng rồi. Thằng Exu chiêu 3 làm gì tốc biển, cho mít thêm cái tốc biển nữa. Tốc của chúng tôi này, ngon lành các bạn nhá. Một phá có mắt rồng, như mình đã nói rồi. Khi hai team đang rên rử con rồng ấy, các bạn không bao giờ được dùng chiêu thức để ăn rồng đâu. Đấy, đấy là một cái mẹo mà mình đã nói rất nhiều. Vừa rồi Gián bị mắc một cái lỗi là khi mình đang cỏ đấy mà thằng Gián lại dùng. Đây rồi, chưa ba. Ôi thằng Gidu, ôi ăn chưa ba. Rồi không sao các bạn nhá, mình lên cái dãy kháng phép thì cũng sửa vấn đề gì hết. Rồi, chiêu 2 chiêu 1 đến đánh thương là chết rồi các bạn nhá. Đấy. Cho nên khi hai team nó có đối mặt hai rừng đấy thì thằng Gián nó mắc một cái lỗi là zone hết chiếu vào con rồng. Đấy. Thì zone hết chiếu vào rồng thì như nào? Thiệt các bạn, mất cả rồng mà mất cả người, bởi vì con chiếu thức đâu nó mà đánh nhau. Cho nên là các bạn hãy nhớ rằng khi ăn các mục tiêu lớn mà có mà chuẩn bị, ôi rồi đấy, chẳng hạn cái pha vừa rồi mình đang bị lỗi các bạn ạ. Đấy, vừa mới nói xong là mình mắc lỗi lên các bạn. Thôi, giết tạm con Kali này đi các bạn nhá. Đấy. Cho nên các bạn mà zone hết chiếu thức vào một cái con mục tiêu lớn khi có thằng rừng ở bên cạnh
thì đó là một cái điều rất là tai hại và sai lầm các bạn nhé. Đấy, chẳng hạn vừa rồi một con cá sa nhỏ mà mình mắc lỗi vừa dồn hết chiếu. Đấy, làm gì con hôi chiếu ở đâu. Đấy, thằng gián bay vào nó cướp trước mặt của mình luôn, rất là đau đớn. Thôi, không sao. Dù sao thì đây là một cái mèo, hy vọng các bạn xem clip này các bạn sẽ thấy được cái mèo đấy, để các bạn né tránh, để các bạn có thể là không bị vá vào những cái lỗi của cơn lao các bạn nhá. Rồi, ok, thá này bay vào chiếu 3 luôn là có hàng bắn xương phát. Rồi, chim cút, đấy, ăn cái trụ ngon lành. Rồi, phút thứ 7:30 mình đã mất cái băng xương, không sao, không vấn đề gì hết. Thực sự băng xương mới giữ đến cuối game thì đẹp, nhưng cái phá đấy thì bất khả kháng các bạn này. Rồi, không sao. Rồi, tiếp tục farm nhé. À, con na lên full đám này thì sẽ cho chúng ta được cái gọi là farm rất là tuyệt vời. Đây là một vị tướng nó farm gọi là nhanh bậc nhất trong liên quân mua bán này luôn. Rồi, thằng gián thích là solo kill luôn, tâm dư mình sở gì nó các bạn, lão lên sổ nó luôn đấy các bạn này. Cái gì để gián đây? Này, tao full đám, tao full đám. Các bạn thấy chưa? Rồi, các bạn thấy kỹ năng full đám. Đấy, full đám lời thế là đấy các bạn. Rồi, ôi, nó ngon. Gì vậy? Ôi mẹ cha, cái thằng Lumia này nó con thằng Lumia mình không chú ý. Ôi giời, đau thật cái sắc đau anh em ơi. Ôi, mình không ngờ tới thằng Lumia các bạn, không thể nào mà nhớ kịp các bạn ạ. Vừa solo cứu nó sướng như vậy. Thôi không sao, đấy chỉ là một tai nạn nhỏ nhỏ thôi. Rồi, không sao các bạn, sẽ có một kinh nghiệm cho mình. Đấy, khi mà thấp máu có Lumia trong bản đồ thì chỉ có là cách di chuyển farm đầy máu các bạn ạ. Chứ đừng BV nguy hiểm lắm. Đừng BV mình cực kỳ cẩn thận các bạn nhé. Cái màn hình của mình chú ý đến cái thằng biến bê tâm khoảng một nửa đường thôi. Mình vừa bật cái táp lên phát la coi như là ra đi không kịp rồi. Phát này lao lên, lướt cho 2, cho 3 ngay lập tức luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Giờ dư trên ná cái rót của cương lao rất là chắc củ các bạn nhé. Chiêu 2 vào, tiếp cận và một phát mục tiêu là chiếu bá thật nhanh luôn. Đấy, thực sự để mà nói cho dù mình có áo vàng thằng gián đi chăng nữa thì để mà solo cứu về nó rất là khó. Cho nên để mình nói rằng ấy, khi na đối đầu với gián là một kèo khó, một kèo khó. Đây là clip này của mình gọi là cho một chút của kỹ năng đe được đi, kỹ năng của mình đe. Nhưng nếu thằng gián kỹ năng ngang mình thì sẽ chơi như thế nào, thì sẽ có một clip để khắc chế thằng gián khi kỹ năng nó ngang hoặc hơn mình. Mình sẽ có một cách chơi mà thằng gián nó tắt điện, nó không làm gì hết luôn các bạn nhá. Rồi, clip đó thì sẽ là clip sau. Còn clip này thì bây giờ mình sẽ lên full đam để có mức độ đấy. Rồi, bây giờ mình nói thật các bạn nhé, một combo là một mảng các bạn nhá. Đúng cái nghĩa đen của nó luôn. Ôi giời, một combo một mảng. Đấy, mình chỉ cần nhảy vào thằng Kali, một quẹt chứa ba là ra đi các bạn nhá. Nhảy vào bất kể cái thằng nào, thằng gián cùng một combo nếu nó không có chiêu hai. Đây các bạn nhé, nánh rồi, mình lấy cái nánh nó mạnh cực kỳ luôn anh em nhá. Rồi anh em xem này, ôi con quả mà mình chém 3-4 cái nó ra đi một cái, thiếu thanh kiếm các bạn ạ. Cái bưu đô này nó thiếu thanh kiếm tí nữa rồi, kênh nào ná là sao. Trời ơi các bạn ơi, tí nữa mà có thanh kiếm đúng quẹt một cái thì mình không biết là cái thằng nào nó trù nổi một quẹt chiêu hai không các bạn nhá. Được rồi, để mình cố gắng farm hết sức có thể để lấy cái thành kiếm, để cho anh em chứng kiến được rằng na full đam ở cái mùa này, ở rank cao thủ vài chục sao mà đi rank đơn này thì nó như thế nào, vẫn còn chơi được các bạn nhá. Thực sự là mình không để cái trận đầu game quá 15 phút trở lên đâu, mà mình sẽ cố gắng tầm khoảng 14-15 phút là chơi được, là na vẫn còn múa được, vẫn còn bay bổng được các bạn nhá. Vì cái thời điểm đấy thì team địch vẫn chưa full đô đâu. Ná chỉ sợ nhất là team địch full đô thôi. Bởi vì khi team địch full đô thì ná có bay vào như thế nào đi chăng nữa thì bốc hơi rất là nhanh. Rồi, mình đang đẩy lính cả ba đường rồi cái pha này. Ôi giời, đẩy các bạn nhá, thấy nhá. Mình vừa dùng chầm chiếu ba một cái thôi mà mình sẽ bị áo và lái ngược lại rồi. Cho nên rằng cái bộ combo 2-1-3 ngay lập tức luôn là nó rất là tối quan trọng các bạn nhá. Rồi bây giờ thì mình hơi phế một chút. Đấy rồi, ngon, có màn không dám các bạn nhá. Rồi tiếp tục farm để hôi máu nào. Đấy, hãy cứ bình tĩnh nữa các bạn ạ. Rồi ok, mình đã có thành kiếm rồi. Thì để mình xem mình quẹt nó mạnh như thế nào các bạn nhá. Rồi ăn tạm một con cá sa nhỏ này tiếp đi các bạn nhá. Đấy, để chúng ta kêu gọi một cái pha đầy đường cho toàn diện hơn một chút. Rồi hy vọng sẽ có một cái pha late game để mình bay vào để coi thằng nào là như nào. Đấy, hiện tại thì KDA này của mình thì khá đẹp. Và các bạn hãy nhìn cái cách chơi đầu game của mình đi, hầu như toàn có mắt đơn lẻ không à. Nakroth bây giờ có mắt tổng hầu như là rất ít. Nếu có mắt tổng và chọn đầy lẻ, mình sẽ chọn đầy lẻ. Bởi vì đầy lẻ nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, còn có mắt tổng thì nó rất lên xuống. Cái thằng Kali này từ nó mà lao lên rồi, xong. Đây combo 2 lao lên rệt nó này, combo này rệt này rồi, ok nó chết hết đấy. 2 1 rồi, từ từ 1 rồi, chiêu 2 1 lao lên chiêu 3,
Rồi cái gì dán tao thách mi cái gì tao quật mi luôn á. Ôi rồi cái phá thằng Lumia đâu không? Đừng hòng mà bê nhá, tao thách thằng Lumia giết được mình, phá này mình bỏ game các bạn nhá. Đấy, phá này các bạn biết làm gì không? Đi farm các bạn nhá. Đấy, đợi bây giờ đi farm thôi, bây giờ mình sẽ bán cái thanh kiếm để mình sẽ lên cái quỷ kiếm hút máu các bạn nhé. Chơi thì nay thì thằng Lumia chết rồi các bạn ạ. Khổ lắm nhưng phải đề phòng anh em nhá. Rồi clip này kết thúc rồi và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau. Xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và tất cả các bạn ấy mãi. Yêu bye bye.